nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, từ đó đề xuất các biện pháp để xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã rất chủ động, tích cực trong công tác tổ chức hội nghị quan trọng hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng cho biết trong 9 tháng qua, tình hình của nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế xã hội sát, các cân đối lớn được đảm bảo. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch tiếp tục phục hồi, phát triển. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tích hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý nhịp nhàng, đúng hướng, kịp thời, phù hợp với các vấn đề phát sinh. Thủ tướng qua, ngoại giao kinh tế đã bám sát mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước, những định hướng lớn, những trọng tâm điều hành phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, tình hình thế giới thời gian tới dự báo tiếp tục có những biến động với nhiều khó